Hôm nay thì hai bố con mình đã bắt đầu trở lại rừng nha cả nhà. Đi lên rừng hái thuốc và tìm những loại thảo dược thiên nhiên nhé. Và chuyến đi vào rừng này thì mình cũng sẽ huấn luyện chỉ cho thằng con trai này, nó cầm máy quay hỗ trợ giúp mình nhé. Thì từ giờ trở đi thì mình sẽ đưa cho nó cầm máy quay, rồi mình sẽ đi trong rừng hái thuốc cũng như là đặt bẫy săn bắt cho mọi người xem nhé. Chứ những lần trước đi thì có một mình quay thì rất là khó khăn. Hôm nay con nó đi thì mình sẽ chỉ cho nó quay luôn chứ. Dạ, yeah. Biết trái gì kia không? Trái này quay lên đi, trái lên đi. Đây là trái trong đấy. Không biết phải không biết. Trái lên cây đi. Trái lên không đi bố trèo chưa? Từ. Cái thằng phát nha. Ôi, cái ủng con. Rất vỡ hụt như đất rồi. Lên hai, lên hai đi, lên hai đi. Để lên cao tí nữa nó bẻ cành lấy lá luôn. Ở đây. Cành này này, phước. Dưới đây này. Đó. Đó, cành nhỏ kìa. Để đây, bẻ đi. Rồi, tay chính vòng ươm hết đi kìa. Đỏ lừ chứ. Quay. Đó, bẻ cành nhỏ đó. Bên sau lưng này. Sau lưng dễ hơn này, đó. Đây cả nhà, không biết là ở chỗ mọi người gọi đây là trái gì nhé. Còn ở mình gọi đây là trái, này là trái chòi mòi nhé. Quả này thì nó có vị chua. Mình có thể là mình đem quả này về mình làm rượu, mình ủ cho nó lên men, nó thành rượu được nhé cả nhà. Mình có thể là dùng làm nước giải khát, cũng như là mình làm lên men rượu uống đều được nhé. Bây giờ thì mình xin phép mời cả nhà mình ăn một miếng nhé. Có vị chua đó cả nhà. Ăn đi Phước. Chưa. Cái này thì quá nhiều luôn cả nhà ơi. Chỗ này mọc đầy luôn nè. Còn dưới góc này nó xà xuống đầy luôn nè cả nhà. Đấy, tha hồ thu rừng ăn nhá. Ui ô, đã rồi. Nhiều lắm. Thấy không? Ở chùa qua đây Phước ơi. Thế ơi gai nha. Chỗ đó gai nhiều lắm ấy. Nhớ cầm cút đi nha. Qua đây. Gai nhiều ghê á. Nhanh xuống đây được rồi. Có thằng rắn nghe. Có con rắn đó là kêu lên nha. Ở dưới đây trái gì con sóc nó ăn nó xả nó đầy cả nhà. Sóc ăn được chắc người ăn được. Quá nó nhiều luôn. Mùa mưa nên là vào trong rừng trái cây với lại những lọ rau rất là nhiều luôn cả nhà. Có thằng bác nha. Để nhìn nó có bác ấy. Thầy Phước ơi, nó bắt đầu lên lưng nè. Cắn ngứa biết ngay mà. Bố, này. Có chỗ nào ngứa là biết là có vắt đấy. Xếp kỹ càng vào. Có chỗ nào trong người ngứa là vắt nó cắn á. Bóp nát rồi đây. Nó cắn là ngứa là biết là nó cắn. Đây Phước hiện có cái lòng con gà lôi này cả nhà. Quá nhiều luôn. Nó đi đâu qua đây mà nó rụng lông này. Cái này. Đây luôn này. Như là nó ăn cái củ này nè bố. Phải không? Như là ăn củ này. Này có cái kia cũng đầy luôn kìa.
Lông, lông gà lôi đấy. Vào trong rừng thì nấm rất là nhiều luôn rồi nha, nhưng mà không phải loại nấm nào cũng ăn được đâu nhé. Nên là vào trong rừng thì chớ nên thử cái nào mà mình chưa biết chắc chắn nhé. Này, dấu của sóc chuột nó đi đầy trong kia luôn nè. Thế gài bẫy. Đây cả nhà, biết cái đây là cái gì không? Cái đây là gốc của một cây sáo tam phân đấy. Sáo tam phân thì mình nấu nước mình uống hàng ngày là nó ngăn ngừa, nó hỗ trợ những cái tế bào ung thư rất là hiệu quả nhé. Đấy, cả nhà xem đây. Nhưng mà gốc nó nhỏ quá thì mình không đào nhé. Đi ở trong rừng thì mình gặp những cái loại thảo dược nào nó đủ tuổi thì mình mới khai thác nha cả nhà. Chứ còn không có khai thác bừa. Và cái mặt hàng sáo tam phân này mình uống để mà mình ngăn ngừa những tế bào ung thư á, thì hiện tại bên mình vẫn đang có sẵn hàng để cung cấp cho cả nhà nhé. Cả nhà có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ với Zalo để màn hình thì mình sẽ tư vấn và gửi hàng cho cả nhà mình nhé. Mình đi gặp những cây nào nó đủ tuổi già thì mới lấy, và lấy không có tận diệt nó nhé, để còn lần sau lấy nữa nhé. Cái này giống cây thổ phục linh này. Đào cái này đi Phước ơi. Dạ. Mày dìu máy đi bố đào cho. Đây cả nhà ơi, mình phát hiện ở đây là có cây thổ phục linh này cả nhà. Thổ phục linh người ta thường gọi là cây khâu khắc nhá. Đấy, bây giờ mình đào nhá. Loại này nó chữa phong tê thấp và chữa đau nhức xương khớp rất là tốt nha cả nhà. Đây này, bây giờ mình bắt đầu làm cái căn cuốc đào đã. Cái rễ chính của nó đây. Đang xuống đây rồi nó lò ra mấy củ đây cả nhà này. Đấy. Đấy, đây. Đây, đó. Đây này, bây giờ cái này là cái phần nhỏ thôi nha cả nhà. Tí nữa thì mình đào mò hết cái bệ này ra luôn này. Chắc phải mở toang cái này chỗ này ra luôn này. Đấy, củ này, nằm ở đây này. Thì đóng này. Bới này ra luôn này. Đấy. Thấy không? Nó đỏ lồm đã rồi nha. Ôi, đã rồi. Phê nha. Vào đang đóng kia đây. Đầu trắng lâu lên cả bệ rồi. Đấy, thấy chưa? Thì cụ khúc khắc đây cả nhà. Người ta còn hay gọi nó là cái cụ thổ phục linh đấy. Đấy. Tiếp tục. Đây, mình đang cụ luôn này. Đấy, đó không? Wow, đó không cả nhà. Đi rừng mà gặp mấy cái cảnh này phê lắm mọi nhà ơi. Cả nhà xem cái màu nó đỏ lồm đã không? Cái này ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hàng ngày nó rất là thơm luôn. Đã lắm. Sản phẩm thu được nãy giờ được khoảng gần 1 ký cả nhà. Đây cả nhà. Đây là cái củ khúc khắc. Tên khoa học của nó là cái cây người ta gọi là cái cây thổ phục linh nha cả nhà. Công dụng của nó là chữa phong tê thấp và đau nhức xương khớp, và chữa tê bì chân tay và chữa rôm sảy, nước ăn chân. Đặc biệt hơn là người phụ nữ dùng thì tới thời kỳ mà có kinh nha cả nhà, thì thường hay đau bụng kinh á, thì mình dùng cái củ thổ phục linh này mình nấu nước mình uống hàng ngày thay nước thì sẽ nó cái chứng là bớt đau bụng kinh khá là hiệu quả nhé. Và những cái loại này thì mình cũng đã đi thu hoạch được rất nhiều rồi, mình cũng đã phơi khô và để kỹ càng ở nhà rồi. Cả nhà mình có nhu cầu sử dụng cái củ thổ phục linh này ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hàng ngày thì cứ liên hệ với số điện thoại để màn hình thì mình sẽ gửi cho bán cho quý vị nhé. Bởi vì những cái loại này không phải nơi nào cũng có cả nhà, và không phải ai cũng biết được cái công dụng của nó. Và mình ở đây thì biết được cái loại này nó có công dụng tốt với sức khỏe con người. Thì mình cũng sẽ đi thu hoạch để về gửi bán cho mọi người. Vừa là mọi người uống tăng cường sức khỏe, chữa bệnh.
và mình đầu tư thêm sức khỏe cho mình, và mình cũng có thêm những cái thu nhập để trang trải cuộc sống nhé cả nhà. Thì cũng đã rất may mắn, cái thời gian qua thì mọi người cũng đã tin tưởng và sử dụng cái mặt hàng dược liệu Tây Nguyên ở bên mình thì rất là ok luôn. Mình cũng đó cũng chính là cái tinh thần và cái động lực để cho mình đi tìm nhiều hơn những cái loại dược thảo dược này. Và khi mà mình đi thu hoạch cái loại này á, mà mình chừa lại một ít củ là ở lại thì nó sau này nó sẽ phát triển thêm mầm, nó ra cây khác nha cả nhà, chứ mình không có lấy hết. Để lần sau, những năm sau thì mình còn lên đây mình lấy nữa nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm những gốc khác nữa nhé. Dùng hết bao rồi đi tìm gốc khác nữa, đi thẳng vào trong rừng thăm bẫy luôn nhé cả nhà. Củ dài nó to ghê luôn. Để sâu ở dưới đây. Chặt lát hết rồi kìa. Gần cái chỗ này nó có hai dây luôn nè. Dây đây dây to nè. Còn cái bên kia là dây nhỏ kìa. Đấy, chỗ này nè. Rồi, đào luôn hai dây này luôn nhé. Ui, cái cổ này nó mất đá rồi cả nhà ơi. Cá hốc bệ luôn nè. Ui, đấy. Toàn cũ không là cũ đấy. Đây, cái nhà này. Vẻ cũ đã không? Lúc nãy thì mình còn có đào lấy ở cái góc dưới kia là có một cái cũ rất là to luôn nha. Cổ này dài khoảng cỡ 50 phân đấy. Đâu? Anh to nó ra này. Đào xuống mới sâu được. Cổ nó già này nhìn nó đỏ lồm đã không? Cổ nó già nhìn nó đỏ lồm đã không cả nhà? Rồi cái này là còn nữa cặp ghê luôn á. Ô cả nhà xem này, cả nhà thấy gì không? Đây này cả nhà, đây là chính là cái cây gốc khúc khắc đây cả nhà, cây thổ phục linh đây cả nhà. Đấy, chỗ nó ra râm ra mưng mẩn rồi đã không? Đấy. Này, nằm một cục này này, đấy, đỏ không? Đó, lâu cũng bỏ ra luôn. Ô, nó nằm ở trên đây này. Nó nằm hết ở trên. Đấy, nó đang ăn trên luôn này. Đấy, cổ nó to đấy. Ở trên này. Đấy, đã không? Đã thấy được bệ rồi này.�
Đó, nhìn thế này là về mình cứ chặt khúc khúc nhỏ ra rồi mình phơi khô hết sạch sẽ nha cả nhà. Nha, xem đã không? Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc khén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328058111, 0328058333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.